Đạp gió công diễn 3, Chipu gặp biến căng, khóc nghẹn ở hậu trường, Lưu Nhã Sát tỏ rõ thái độ. Trong trailer mới nhất của Đạp gió 2023, khán giả vô cùng hoang mang trước khoảnh khắc Chipu vừa đi vừa khóc nghẹn ngào trong hậu trường. Có thể thấy nữ ca sĩ hiện đang gặp áp lực rất lớn tại chương trình. Ở tập 4 của Đạp gió 2023, Chipu xuất sắc giành vị trí thứ tư với tổng điểm 149, chỉ xếp sau Tạ Na, Amber và Chu Châu. Vòng công diễn 3 có 3 đội liên minh và 6 bài hát được trình diễn. Ngoài việc trình diễn với nhóm, 3 đội trưởng còn có sân khấu kết hợp. Chipu sẽ cùng Lý Sa Mân Tử và Ngô Thiến về chung một đội ở vòng công diễn 3. Cả 3 sẽ trình diễn ca khúc Muốn Đi Biển của Phùng Đề Mạc, Fantimo. Đây là một ca khúc vô cùng sôi động với phần lời vui tươi. Được biết khi ra mắt tại Trung Quốc, ca khúc trở thành hit một thời. Ngay trong những ngày đầu tiên tập luyện cho màn trình diễn công 3, Chipu dù rất chăm chỉ nhưng gặp không ít áp lực. Tiếng Trung không phải là thế mạnh, cộng với việc phần lời quá khó và phải hát ở nhịp điệu nhanh khiến Chipu gặp khó khăn trong việc xử lý ca khúc này. Quá nhiều bản demo của ca khúc khiến mình rất lo lắng và áp lực. Ca khúc này có rất nhiều từ vựng mới, phải hát thật nhanh và phát âm đúng, thậm chí có đôi lúc không biết phải xử lý ra sao trong ca khúc này, Chipu bày tỏ. Trước việc người đồng đội chịu áp lực, Ngô Thiến cho hay, đối với Chipu thực sự ca khúc này khó vì nhịp độ rất nhanh và hơn nữa, đây là ca khúc buộc cô ấy phải hát tiếng Trung một lần nữa. Để giải tỏa áp lực, Chipu liền lập tức sang phòng của đội Ella đang tập luyện để cầu cứu. Vừa xuất hiện, Cung Lâm Na và Ella thấy người em lo lắng liền chạy đến ôm chầm và hỏi thăm. Khi hiểu vấn đề Chipu đang gặp phải, các tỷ tỷ động viên nữ ca sĩ hoàn toàn có thể làm được. Để động viên tinh thần, Ella cùng các tỷ tỷ còn đưa Chipu về tận phòng tập, đồng thời xem cả nhóm luyện tập cùng giảng viên. Càng về sau, áp lực thi đấu và trình diễn càng đè nặng lên vai của những người đội trưởng. Ella, Amber và cả Chipu đều có những giây phút vô cùng căng thẳng. Trong hậu trường, Chipu vừa đi vừa khóc nức nở khiến khán giả không khỏi lo lắng. Chipu nghẹn ngào nói, đây là lần đầu tiên tôi không tự tin vào chính mình. Thấy Chipu khóc, Lưu Nhã Sát dù hiện đã không còn chung đội nhưng đã nhanh chóng chạy theo hỏi thăm. Nữ ca sĩ liên tục hỏi Chipu có chuyện gì và an ủi cô nàng. Có thể thấy dù không còn chung đội nhưng tình cảm của cả hai sau vòng công diễn vừa qua đã khá thân thiết. Chưa rõ lý do vì sao Chipu bất ngờ khóc nức nở, thế nhưng nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ đang gặp áp lực với vai trò đội trưởng. Trong vòng công diễn trước, Chipu có Cung Lâm Na hỗ trợ rất nhiều về phần hát, thì vòng này đồng đội của Chipu là Lý Sa Mân Tử và Ngô Thiến đều bị đánh giá là khá yếu, cộng thêm bản thân hát tiếng Trung không tốt khiến Chipu cảm thấy không còn tự tin. Ở tập 4 của show Đạp gió 2023, Chipu lần đầu tiên nhận trọng trách làm đội trưởng dẫn dắt hai thành viên là Cung Lâm Na, Lưu Nhã Sát và đã xuất sắc vượt qua màn công diễn 2. Đội của Chipu có phần trình diễn ấn tượng với ca khúc Rosemary, một bản hit của Châu Kiệt Luân. Điểm nhấn của màn trình diễn này là khoảnh khắc Chipu đu dây nhào lộn trên độ cao 8m. Sang đến lượt công diễn 3, tình tiết các đội giành nhau bài hát trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng. Cụ thể trong 3 ca khúc được chương trình đưa ra, trong khi Lưu Nhã Sát chọn bài hát cảm động dễ nghe thì cả team Chipu và Amber đều cùng nhau nhắm tới bài Sơn Hà Đồ vì dễ dàn dựng vũ đạo và tạo thành màn trình diễn hấp dẫn. Cả 3 đội trưởng đã có cuộc chạy đua gay cấn khiến dàn tỷ tỷ trong chương trình phải hét lên kinh ngạc. Đáng nói, khi chạy đến cửa phòng bài hát, Chipu bất ngờ trượt chân ngã, thay vì chạy thẳng vào dán tên bài hát, Amber đã dừng lại và đỡ Chipu đứng dậy. Kết quả Chipu nhanh tay hơn 0,01 giây nên giành được tấm biển Sơn Hà Đồ, còn Amber đành nhận bài Sông Tô Châu khó dàn dựng vũ đạo hơn. Tuy nhiên khi thấy Amber vì đỡ Chipu mà không giành được ca khúc về cho đội, các tỷ tỷ còn lại trong team Amber gồm cả Tạ Na được cho là có thái độ khó chịu, cộc cằn ra mặt, không khí căng thẳng trong team Amber khiến ai nấy đều sợ hãi. Thậm chí khi Amber trở lại về đội, các đồng đội không nói câu nào mà còn liếc nhìn nữ ca sĩ với ánh mắt sắc lẹm khiến Amber ngượng ngùng và phải đi về phía sau ngồi.